Chào mừng anh em đã quay trở lại với MZ Gaming. Tết đã gần kề rồi, anh em đã sắm sửa và dọn dẹp nhà cửa đón Tết chưa nào? Hãy cùng tôi điểm qua những thông tin siêu hot có cho tuần này nhé. Chiori đã chính thức thành playable character. Như vậy là MiHoYo cũng đã không còn úp mở về việc vì sao cô nàng lại chiếm khá nhiều đất diễn tại sự kiện 4.3 Genshin Impact nữa. Official Splash Art của Chiori cũng đã chính thức được trình làng trong tuần vừa rồi. Chiori, nhà thiết kế sấm chớp, cô chủ của tiệm thời trang Chioria. Cô là một DPS hệ nham 5 sao, sử dụng kiếm đơn trong vai trò DPS với khả năng gây sát thương off-field. Dự kiến là Chiori sẽ được ra mắt vào Phase 1 phiên bản 4.5. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đón thôi nào. Hòa Minzy gửi cho chúng ta tín hiệu trong MV mới. Ngay ngày 2 tháng 2 vừa rồi, trang Facebook chính thức của ca sĩ Hòa Minzy đã đăng tải hình ảnh về nội dung MV mới có tiêu đề là Kén cá chọn canh với dòng trạng thái như sau. Hòa Minzy comeback, MV kén cá chọn canh. Hòa Minzy x Maxil x Tuấn Quai. Em nào đâu kén cá chọn canh, chỉ là vẫn đợi anh. Thế nhưng bên dưới phần hashtag chúng ta đều thấy được dòng chữ hashtag Genshin Impact. Không rõ là Hòa Minzy sẽ gửi cho chúng ta bất ngờ nào đây. Trước đó thì người em của Hòa Minzy trong gia đình Hoa Dâm Bụt là Eric cũng đã cho ra mắt MV Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh, mượn chất liệu nhạc từ khinh sách trang tại Liwe của tựa game Genshin và tạo nên trào lưu bắp luộc đê, nổi đinh nổi đám trên khắp các nền tảng mạng xã hội một thời gian dài. Hy vọng là với sự hợp tác mới này, Hòa Minzy cũng sẽ tạo ra được một hiệu ứng trending hấp dẫn tương tự và dẫn dắt thêm nhiều con nghiện gacha bước vào con đường tà đạo, và Genshin Impact cũng sẽ được biết đến bởi nhiều người hơn. Big update, cơ chế download beta mới. Như anh em đã biết, muốn update Genshin từ xưa đến nay thì phải download zip về xong giải nén ra và cần tận x2 dung lượng trống để giải nén. Nhưng mà cơ chế download mới được thử nghiệm trong phiên bản beta mới sẽ trở nên tiện lợi hơn rất là nhiều. Khi anh em download launcher cũng sẽ giải nén cho luôn nên dung lượng sẽ yêu cầu ít hơn một nửa. Tốc độ hoàn thành cũng nhanh hơn rất nhiều vì không phải ăn zip nữa. Để ví dụ nhá, hiện tại Genshin nặng 80GB nên anh em chỉ cần 80,1GB dung lượng ổ cứng trống là có thể tải về chứ không cần 160GB dung lượng trống như ngày xưa nữa. Tức là việc tải xuống và giải nén bây giờ đã trở nên tiện lợi hơn rất là nhiều so với trước đây. Quá tốt rồi, giờ thì không cần phải chừa dư dung lượng ra nữa, có thể dùng cái đấy tải thêm ít game hay là ít tài liệu học tập rồi. Có lẽ tính năng này sẽ được update trong phiên bản chính thức sớm thôi. Dạo này ăn chửi nhiều quá nên là đang tìm cách xoa dịu đây mà. Có thể bạn chưa biết, vừa có một thước phim ngắn đăng tải về Ganju và nó là hàng official của Genshin Impact. Cụ thể ở trong video, cô nàng dê dừa đáng yêu của chúng ta có thể sử dụng tốt tất cả các loại vũ khí từ kiếm, thương cho đến cung. Không biết động thái nhá hàng này của MiHoYo là ý gì nhỉ? Liệu trong tương lai gần chúng ta sẽ có được một Ganju có thể dùng kiếm, farm quái trong một sự kiện đặc biệt nào đó chăng? Genshin Impact trở thành tựa game mobile cán mốc doanh thu 5 tỷ đô nhanh nhất. Mặc dù đã ra mắt được 3 năm, thế nhưng tựa game nhập vai thế giới mở của MiHoYo vẫn là một trò chơi có sức hút cực kỳ mạnh mẽ kể từ khi được ra mắt chính thức cho đến nay. Như anh em đã biết, dạo gần đây thì MiHoYo đang có xu hướng dồn hết sự quan tâm vào đứa con cưng đẻ trứng vàng mới nhất, đó là Honkai Star Rail. Và gần đây thì cũng có khá nhiều lùm xùm cũng như tranh cãi xoay quanh việc thưởng Tết trong phiên bản 4.4. Thế nhưng không thể phủ nhận độ phủ sóng và sức nhận biết của Genshin Impact trong thời điểm hiện tại vẫn đang là rất lớn. Genshin Impact được ra mắt vào tháng 9 năm 2020 trên iOS, Android, console và PC. Cho đến nay thì số lượng doanh thu mà người chơi đã chi cho trò chơi này trên toàn cầu đã rơi vào khoảng 5 tỷ đô la tính từ thời điểm được ra mắt. Doanh thu này bao gồm chi tiêu cho trò chơi thông qua App Store và Google Play của Apple. Nhưng ngay cả khi mà không có thu nhập từ các thị trường Android của bên thứ ba, doanh thu từ phiên bản iOS của Genshin Impact ở Trung Quốc đã đạt tổng cộng gần 1,5 tỷ đô la Mỹ rồi. Và nguồn thu nhập trong nước của Genshin thôi đã rơi vào khoảng 30% tổng chi tiêu của người tiêu dùng. Tiếp theo là Nhật Bản ở vị trí thứ hai với gần 1,6 tỷ đô la Mỹ, khoảng 21%, và Hoa Kỳ ở vị trí thứ ba đã tạo ra được 903 triệu đô la Mỹ, khoảng 18% doanh thu. Sau 40 tháng phát hành thì cuối cùng trái ngọt cũng đã được hái về. 5 tỷ đô la Mỹ là một cột mốc đáng ngưỡng mộ nếu như so với thời gian phát hành. Clash of Clans phải mất hơn 51 tháng để có thể đạt được con số này. Và hiện nay thì Genshin Impact đang là một trò chơi đạt được con số này nhanh nhất trên nền tảng di động. Không biết là có thêm tí lúa nào tặng người chơi đến từ mấy anh MiHoYo không nhỉ? Một tài khoản free to play lập được kỷ lục hoàn toàn mới khi phá đảo La Hoàn tầng 12 36 sao trong 4 ngày 18 giờ. Không biết được là mấy ông Pháp Sư Trung Hoa giỏi đến độ nào nữa đây. Đột phá La Hoàn đến 12 36 sao sau 4 ngày 18 giờ mà không phải nạp đồng nào. Đây là quỷ chứ không phải người mà. Mới đây thì trên diễn đàn xã hội Reddit đã có một tài khoản đăng tải một đoạn video dài 14 phút
về phiên livestream của một thanh niên Trung Quốc stream content về La Hoàn. Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt đâu nếu như đây là hai đội hình đi ải La Hoàn free to play, không nạp một đồng nào mà vẫn 36 sao như thường lệ. Hai đội hình được anh chàng này sử dụng trong video đó là Sogan nở rộ với Sogan, Golai, Barbara và nhà lữ hành Thảo và Navia Kitting với Navia, Bennett, Lisa và Siang Linh. Đến cuối video anh chàng có show ra build về vũ khí và thánh di vật của mình cho video cùng xem. Mặc dù hai đội hình này sở hữu lượng sát thương không quá mạnh nếu như so với một tài khoản free to play bình thường khác và các nhân vật được cho ăn học đầy đủ đến nơi đến chốn, thậm chí có thể nói là đam bé vừa lờ. Thế nhưng với những kỹ năng và thao tác tay xịn của thanh niên này như mở sổ để tiết kiệm thời gian lụm hạt năng lượng hay né đòn quái một cách hoàn hảo thì rotation của anh chàng này hoàn toàn không bị gián đoạn trong quá trình đi ải. Nói thẳng ra là thách đấu giả dạng gà đi xì múp, cụ thể ở đây là xì múp mấy con quái ở trong La Hoàn. Theo như thông tin của anh chàng này giải thích trong một phiên livestream khác thì account này được vận hành bởi hai người cùng một lúc, một người lo phần cốt truyện còn một người thì lo phần La Hoàn. Bên cạnh đó anh cũng giải thích rất rõ ràng cách thức vận hành đội hình này sao cho hiệu quả, từ rotation cho đến các mechanic trong game cũng như các mẹo hiệu quả để đạt được quả content ma quỷ này. Chi tiết ra sao thì tôi không rõ vì nó toàn tiếng Trung thôi anh em ạ. Và anh chàng này cũng có nói thêm rằng tầng 12-2 là tầng khó nhất để vượt qua, đi kèm cùng những thách thức để phá đảo La Hoàn theo kiểu này. Tổng kết lại nhá, để vận hành được một đội hình như thế này thì độ hiểu game của anh em phải thuộc dạng gọi là khủng khiếp, am hiểu rõ ràng tường tận về từng chỉ số của game để có thể kết hợp với nhau hiệu quả nhất. Với nở rộ thì lượng đam của nó vẫn luôn là một cái gì đấy được nhắc đi nhắc lại qua quá nhiều phiên bản rồi. Để vận hành được một đội hình nở rộ như trên thì anh em sẽ cần chỉ số tinh thông cho nhân vật lôi kích nguyên tố. Ở đây, anh chàng này dùng Sogan, bên cạnh đó chỉ số hiệu quả nạp sẽ rất cần thiết cho các nhân vật hệ thảo và thủy ở trong đội hình mà không phải đầu tư quá nhiều thời gian cũng như công sức vào đó. Nở rộ là một dạng đam hoạt động rất hiệu quả ở các tầng cuối La Hoàn, thế nên là muốn speedrun thì chỉ cần đảm bảo đủ chỉ số ở trên là được. Còn với Navia thì quá sức đơn giản, cô nàng này có thể gánh đến 99% sát thương của đội hình ở vai trò Hyper Carry nếu như bạn đầu tư đủ nhựa cho cô nàng này. Còn với nhân vật khác, đem vào đơn giản là để kích khiên cũng như hồi máu cho cô mà thôi. Bên dưới phần bình luận, anh chàng cũng nhận về rất nhiều lời khen ngợi và kinh ngạc khi có thể vận hành một đội hình theo kiểu speedrun như vậy mà vẫn đạt được hiệu suất tối đa trong La Hoàn. Muốn đu theo chen này thì có bộ hơi bị khó đấy anh em ạ. Thử cho vui thì được chứ chơi theo kiểu của ổng thì khéo không chạm được cỏ mất. Trang chủ chính thức của Genshin Impact xóa đi mất chương 1 của loạt manga Genshin Impact. Theo trang web chính thức của miHoYo tại Trung Quốc thì tự tay Mi Chó đã xóa đi chương 1, chương Natlan và Vanessa của manga Genshin Impact được một thời gian mà không rõ lý do vì sao. Rất có thể là trong thời gian sắp tới khi ra mắt chính thức chương Natlan trong Genshin Impact thì cốt truyện của chương 1 manga và cốt truyện chính thức trong game sẽ gây ra xung đột với nhau. Thế nên là Mi Chó tranh thủ thời cơ trước để sau này game thủ đỡ bỡ ngỡ. Động thái này khiến cho càng nhiều người tò mò hơn về việc có chuyện gì đang xảy ra ở Natlan mà lại khiến cho Mi Chó phải rén đến mức như vậy. Hoặc có khi là Mi Chó xóa để kích thích sự tò mò của người chơi thôi chứ thật ra là cũng chả có cái xung đột cốt truyện nào ở đây cả. Chiêu trò marketing cả đấy thôi mà, đúng không anh em? Genshin Impact 4.4 có hai cải tiến tuyệt vời mà chúng ta không ngờ đến. Nếu phải bình chọn top các thay đổi quan trọng nhất của phiên bản Genshin Impact 4.4, nhiều game thủ sẽ nói rằng đó là khu vực mới tuyệt đẹp và hai nhân vật mới hào nhoáng. Nhưng với tác giả thì top đầu thuộc về hai chỉnh sửa tưởng nhỏ mà lớn sau đây. Đầu tiên, bị chôn giấu dưới hàng đống chỉnh sửa và cải tiến khác nhau của Genshin Impact 4.4 là một thay đổi đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng game thủ của trò chơi. Cụ thể, nó nằm ở mục khác và chỉ được dành cho một dòng đơn giản thôi. Nếu game thủ chưa mở khóa được thành tựu của một nhiệm vụ hàng ngày nào đó thì nhiệm vụ đó sẽ có tỷ lệ xuất hiện cao hơn. Đây là một thay đổi rất quan trọng bởi vì lâu nay không ít người làm nhiệm vụ hàng ngày cả năm trời mà vẫn không mở khóa nổi một thành tựu. Thay đổi thứ hai chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng game thủ PC thôi, nhưng là một điều mà rất nhiều người trông đợi bấy lâu nay. Đó là việc miHoYo đã bổ sung chế độ mới cửa sổ không viền, Borderless Mode, trong phần thiết lập đồ họa của game. Giờ đây thì bạn có thể Alt Tab ra ngoài thoải mái và quay lại game nhanh chóng hơn hẳn. Lý do tại sao một trò chơi ra mắt vào năm 2020 lại vắng chế độ này là không thể hiểu được, khiến cho những người vừa thích treo game vừa hay Alt Tab ra ngoài như tác giả phải dùng giải pháp phụ trợ trong suốt 3 năm qua. Tóm lại, phiên bản 4.4 của Genshin Impact tiếp tục kéo dài chuỗi điểm cộng mà đội ngũ phát triển Genshin Impact giành được ở trong lòng game thủ với những cải tiến rất quan trọng cho phần tính năng của game. Có lẽ điểm trừ duy nhất là việc những phần quà Tết mà game mang lại khá nghèo nàn. Nhưng mà miHoYo cũng đã hứa là sẽ xem xét lại rồi nên là biết đâu chúng ta sẽ có tin mừng trong những ngày tới đây. Và đó là toàn bộ những thông tin mà chúng mình muốn gửi đến các bạn trong bản tin Genshin Impact tuần này. Anh em có ý kiến gì thì cứ cho chúng mình biết dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe.
nhấn chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin mới nhất về các nội dung sắp tới sẽ được chúng mình đăng tải trên kênh nha. Còn bây giờ thì MZ Gaming xin chào.